Vâng, và xin chào mừng tất cả những người anh em đã quay trở lại với channel của Steve Black VN nhé. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng với anh em tiếp tục với một con game khác, không phải là Mini World hay là không phải cái gì nữa, đó chính là game Ping Pong King, hay còn gọi, nếu mà gọi theo tên tiếng Việt ấy thì nó có nghĩa là bóng bàn, vua bóng bàn. Đấy, thì ngày hôm nay ấy thì tôi sẽ cùng với anh em thử chơi qua về cái con game vua bóng bàn này, để xem là tôi có thể là trở thành một vua bóng bàn hay không, thì hôm nay thì anh em mới biết được. Thì thực ra thì ở ngoài đời thì tôi cũng chưa bao giờ chơi bóng bàn cả. Thực ra thì ngoài đời thì tôi chơi rất là ngu, nên là hôm nay ấy, là tôi là quyết định là vào con game này để thử sức trước, xem là nếu như mà tôi mà thành vua bóng bàn ấy thì tôi sẽ triển khai ngoài đời luôn. Thì bây giờ là tôi sẽ cùng vào game này. Thì ở đây là anh em mình sẽ có cái định tắt cái tiếng đi đã. Rồi, ok thì bây giờ thì tôi sẽ vào game luôn này. Anh em nào mà muốn chơi game này thử ấy thì lên Google Play hoặc App Store nhá, để tải về cái con game này. Nó cũng khá là nhẹ thôi, tại vì là game offline, hiểu không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào game này. Rồi, đây là gì đây? Ok, vừa vào là đánh luôn ạ. Thì ở trong này là ấy, là ở trong này là anh em sẽ bấm những cái nút hit L và hit R này. Bóng nó bay sang bên nào thì anh em bấm cái nút đấy để nó đánh, hiểu không? Đây, ví dụ em bóng sang bên này này. Đấy, anh em cứ bấm thôi. Bấm thằng nào nhanh tay thì thằng đấy thắng. Có 50 màn ở trong này nhá. 50 màn thì càng lên màn cao thì nó đánh nó càng nhanh, bóng nó bay càng nhanh. Nên là anh em là cần phải là cực kỳ là khó để có thể trở thành vua bóng bàn. Đây, như vậy là tôi vừa đánh xong hai bàn này. Cái đợi tôi chút. Đây, hai cái bàn đầu tiên là best friend nhá. Là bàn 50. Càng về bàn sau này thì nó sẽ càng ngày càng khó. Đấy, nhiều bàn lắm, 50 bàn cơ. Ok, bây giờ thì tôi sẽ vừa mới chơi xong với cả Mad Teacher này, bây giờ tôi chơi với Baby Sister nhá. Ok, game này thì thực ra thì chơi nó cũng khá là dễ, nhưng mà nếu như mà anh em không nhanh tay thì thực ra thì nó không dễ một tí nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào này. Rồi, đấy, bóng nó bắt đầu đi nhanh hơn rồi, tôi có cảm giác là như thế. Rồi, quá đẳng cấp luôn. 3 một vàn anh em, nếu mà thắng được 3 quả là 3 thằng nào 3 quả trước là thắng nhá. Ok, luật chơi nó là như thế. Anh cứ đánh như này thôi. Ok, nói chung là tôi được 2 điểm nó cũng khá là đơn giản đấy. Anh em để ý được là ở cái màn mà Mad Teacher ấy thì con Teacher nó sẽ đứng yên ở một góc ở bên phải ấy. Rồi, nhưng mà đến cái bàn đến với bàn con Sister này thì anh em sẽ có thể thấy là con Sister này nó đã có thể di chuyển được rồi. Đây, cái con Mad, ok, Villager Best, thằng gọi là thằng dân làng đấy. Ok, khá là đơn giản thôi. Ok, một điểm quá đẳng cấp. Chúng là cái bóng bàn này là thường thôi, hiểu không? Trời ơi, đánh thế thì đánh cái gì? Quá là đẳng cấp so với tôi luôn. Thế cái lúc mà chơi bóng bàn tôi không bao giờ tôi đánh được như này luôn anh em ạ. Đánh được đúng quả đầu tiên đến lúc phát, kể cả cái phát cầu ấy, phát bóng ấy cũng đéo không phát được. Nhưng mà trong này tôi đánh hay vãi trưởng. Chung là trong game thì cái gì phải đẳng cấp, hiểu không? Ok, ôi tôi chết bố rồi, tôi bị mất một điểm rồi anh em ơi. Ok, bị thua 0-1 rồi. Thằng này đánh không dễ tí nào đâu, hơi khó rồi đấy. Ui mày thế, quả đấy tí chết. Ui hay quá, một điểm quá đẳng cấp. Kiểu nó đánh liên tục về một bên này, kiểu cái game này tôi vừa nói tôi vừa đánh là kiểu tôi đánh rất là kiểu mất tập trung nhé, nhưng mà tôi vẫn cố để tôi vừa nói vừa đánh. Ủa ôi má, sao nó đánh hay thế nhỉ, quả quyết định này.
Nhưng mà nó đánh liên tục về một bên anh em ạ. Ok, thắng rồi, quá đẳng cấp. Ôi, và này mẹ tôi thua tận 22 điểm liên tiếp luôn, 22 điểm luôn anh em ạ. City Bet này, cái thằng ở trên thành phố này. Ui, đến bàn này là anh em phải 5 điểm mới thắng được nhá. Càng về những bàn sau là nó sẽ càng khó hơn, nên là anh em phải cực kỳ là quen tay thì mới đánh được mấy cái bọn này. Ok, bây giờ sẽ ok nhá. Rồi, 5 điểm. Tôi vừa mới gặp trục trặc một xíu là cái video của tôi nó bị lỗi một tí, thế nên là tôi đã cắt đi và tôi chỉnh lại cái đoạn này. Ok, và 5 điểm là cái số điểm mà anh em cần phải để còn thắng ở trong cái vàn này nhá. Ok, và chúng ta sẽ đánh tiếp. Rồi, fight lên. Nói chung là con này nó ôi giời ơi, chữa gì thua một điểm anh em ạ, chết sở rồi. Con này mà thua thì làm sao? Để mà ôi, eo ơi, nó đánh thua. À quên, nó đánh thắng tôi kìa. Vãi cứt không. Ui ôi, quả đấy tôi tí chết anh em ạ. Vãi cứt không. Hai quả tí chết rồi. Quá đẳng cấp luôn. Một điểm. Nhưng mà vẫn thua nó. Nó vẫn hơn tôi một điểm cơ. Nói chung là cái trò này thì tôi phải vừa đánh, tôi phải đánh kiểu không nói ấy, kiểu tôi không bình luận ấy, mà tôi đánh ấy thì có khi nó còn tập trung hơn. Tại vì tôi vừa nói là tôi sẽ hơi mất tập trung một tí, nếu mà anh em hiểu được. Anh em mà chơi con game này mà cũng kiểu vừa chơi vừa nói chuyện ấy, sẽ cảm giác như là nó rất là mất tập trung. Tôi đang cảm giác như thế này, kiểu tôi đang bình luận cho anh em ấy, nên là đánh nó hơi chậm một tí. Ok, hình như tôi 32 rồi đúng không? Bây giờ tôi mới phát hiện ra tôi được 32 và tôi lên 42 rồi. Vãi đạn thật. Đứng mãi mới phát hiện ra là mình đã hơn nó rồi, chứ còn vừa nãy là tôi vẫn nghĩ là tôi vẫn thua. Ok, thắng rồi, quá đẳng cấp. Rồi. Cái gì đây? Lết đi, để sau đi. Game này thì cũng được, nói chung là cũng ok, nếu như mà anh em mà chơi để giết thời gian thì cũng trò này cũng nói chung là được. Ủa ôi, má sao nó đánh quả đấy nó xa thế nhỉ? Điểm, rất tốt. Thằng này nó còn dễ hơn cả cái thằng vừa nãy anh em ạ. Má quả vừa nãy hình như tôi bị mất tập trung. Ủa, sao quả đấy ảo nhỉ? Rồi, 3 điểm. Mẹ quả đấy, tôi còn tưởng là tôi thua rồi cơ. Nó đánh kiểu nó đánh lừa tôi ấy. Rồi, 4 điểm, 4-0 luôn, thắng đậm đà luôn anh em ạ. Cần hết. Ô, để mà nó lừa tôi anh em ơi. Kiểu nó đứng ngược với cái hướng đánh của nó ấy. Làm cho tôi bị đoán nhầm hướng. Đấy. Rồi, quá đẳng cấp. Rồi, 5-1. Yes, tôi thắng rồi anh em ạ. Ok, today gift ảnh đúng không? Rồi, thôi bỏ qua đi. Toàn những thằng gọi là gì nhỉ? Gọi là nạn nhân. Mấy thằng đằng trước đấy tôi đánh thắng nó, bọn nó ngã hết ra rồi anh em ạ. Không hiểu sao bọn nó thua, bọn nó cay cú lắm hay sao ấy. Ok, 1 điểm, quá đơn giản. Trò này thì giết thời gian thì cũng khá là tốt đấy. Tại vì nếu như mà trò này thì nó không mất mạng mà. Ở đây mà tôi đang định nói cho anh em mà tôi mất tập trung rồi. Đủ má. Ok. Trò này thì giết thời gian thì cũng khá là tốt. Nếu như mà anh em mà kiểu cầm máy mà không có mạng ấy, kiểu cái chỗ chỗ mà không có mạng ấy, thì anh em có thể chơi. Fuck. Tôi lại mất tập trung rồi. Không hiểu sao luôn. Đéo hiểu luôn anh em ạ. Ok. Và chúng tôi là tôi vừa mới bị thua xuống thành 2-3 anh em ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ tiếp tục đánh để ăn cái thằng này này. Thằng pha giờ này đúng không? Pha giờ vừa vật. Tôi sẽ im lặng một chút để tôi tập trung đấy, thấy chưa? Tôi đã bảo rồi. Tập trung một tí là ăn được mấy thằng này mà, đơn giản mà.
sau này anh em đánh nhiều ấy, tay nhanh hơn não anh em ạ. Kiểu rất là quen rồi ấy, quen rồi ấy, nên là ok 4 điểm. Quen rồi nên là đánh là coi như là không cần nghĩ gì, đánh rất là nhanh. Chứ còn tôi bây giờ thì tôi mới chơi mà, nên là nó vẫn hơi chậm một tí. Ok 5 điểm, quá đẳng cấp luôn. Thắng rất là dễ dàng thôi. Ok, nó khen tôi. Cái gì đây? Country best. Rồi. Này cần hết anh em ạ. Ôi đệ, mà anh nó lừa tôi ạ. Mà nó bay nhanh thế nhỉ. Ôi tôi chết bố rồi. Tôi 2 điểm rồi anh em ơi. Rồi, gỡ một điểm luôn. Kiểu gì quả này tôi cũng thắng 5-2 cho mà xem. Đấy là nói thế thì tôi cũng không biết là tôi có thắng được. Để sao quả đấy nó dễ thế mà. Còn nó dễ như thế mà sao tôi lại thua được nhỉ. Đú má. Rồi, quả đấy là khá là ngon đấy. Rồi, nó đánh một quả rất là dở hơi nhá. Ok. Tôi chết rồi, tôi thua bố rồi còn đâu. 4-2 rồi này, còn một quả nữa, nếu quả này tôi thua là tôi tèo luôn này. Thôi xong luôn. Ok, và đó là tất cả những gì mà anh em có thể thấy ở cái trò ping pong king này. Thì vừa qua thì tôi đã vừa mới thắng được 7-8 thằng gì đấy, và tôi đã thua ở cái thằng cuối cùng. Thì hôm nay thì tôi sẽ quay video về cái con game này cho anh em xem. Và nếu mà anh em cảm thấy thích ấy, thì đừng quên ấy, mà để lại cho tôi một like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ tôi, để là tôi làm tiếp những cái con game tiếp theo. Bye bye anh em, và cảm ơn anh em rất là nhiều nhá, đã xem clip của tôi. Nhớ ủng hộ tôi đấy. Bye bye.